tần 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 phải không? Em nhỉ, nó sắp chỉnh sắp chỉnh sắp chỉnh. Từ từ từ. Để sắp chỉnh. Chưa chưa chưa. Chưa chưa chưa. Một hai ba. Lo lo lo. Ôi, anh ơi, đến đây chưa bật tôm được ấy. Bật tôm phát ra này. Mày cái mà bật xuống suối. Được đấy, tí nữa. Thì là ăn cháo anh em mình đi bật tôm ấy. Nhỉ. Mày bật. Không. Là anh ấy chứ. Đấy. Bóc, bóc, chúng bóc, chúng bóc, này bóc. Chúng kiểu tây ăn uống đúng phong cách Dubai Nhật Bản à đâu món đây cho mọi người xem này món sushi này ăn theo phong cách Nhật Bản này thì phải cởi chuồng ra đi để đặt ăn lên à, đấy. Sao không tại vì người ta ăn sushi hay ăn kiểu gì một người nằm ra xong rồi cởi chuồng ra xong đặt lên người ăn nó ngon hơn. Nhưng mà chắc là điều mình thấy nó ăn khác chó gì đâu. Đây bóc bù tạt đi này. Sao anh không mua hỏi sẵn mà đấy. Hả? Cái này là sơ si tô gì đấy. Đi đâu đây? Anh ơi bắt đâu? Bắt đấy. Đưa bắt đây để bóc bù tạt. Từ từ phải vào bờ để chuẩn bị khâu chuẩn bị ra xong đã. Thì mới... Đó. Thì ngon đấy. Bắt đây chưa được ăn một tơi này bao giờ cả. Xem cái tivi đây là rồi chó anh. Không, đấy là cơm lam. À, cái gì nhỉ? Ờ, đúng rồi, cơm lam. Cơm lam nhất là rồi chó. Đây là cái món gì quên mất. Tự dưng quên mất rồi. Chẳng thế, đây là cơm lam nhất là rồi chó mà. Đó là cái gì? Chả biết được, đổ tây ăn nó khó lắm. Không biết là có ngon không. Hôm nay anh em mình mới được tây thử. Tây người ta ăn gì nhỉ? Ta ăn đồ sống nè. Kéo mà một phát cho cá ăn tất nhá. Ấy chết rồi. Ôi, lùi. Cả cá chi vàng này. Lùi mất. Rồi. Cho mọi người xem này. Rồi, hai loại sốt nha. Chuẩn bị mình sẽ đẩn ra ngoài để thưởng thức. Sốt marinara đâu? Đấy là kia, còn đây là mù tạc này. Ở đây nước nước mắm gì ngon lắm anh ơi. Chin su. Ờ, chin su. Mù tạc. Chin su chả với mù tạc à? Ừ. Nước mắm này ngon lắm, nước mắm này ăn cơm thì tối rồi. Mưa rồi mọi người. Đấy. Cái này là mới gọi là đúng phong cách của người Việt Nam ăn sushi Nhật Bản. Có lắm. Đấy. Phải không anh ơi, em phải ăn con tôm của em chứ. Mày ăn đi. Đấy. Con tôm mình tự kiếm ấy, ngon lắm ấy. Đây, cho mọi người xem này. Ngon chưa? Thấy hấp dẫn chưa? Đây là tôm tươi, tôm sống ấy. Cơm này. Tôm trứng cá hồi này. Làm sao bằng con tôm này được sống hơn này. Đây là cái gì đây? Đây là hình như là mực này. Mực sống, đây là toàn đồ sống hết nhá, tươi sống hết. Cá hồi này. Cá ngừ này. À còn cái hình này như có cả quên mất cá, tên rồi. Có cả con cá cá chỉ vàng phải không anh? Không. Gọi là cá ngừ, đại dương. Cá ngừ á? Nào, đấy đi, chuẩn bị xa bờ nhá. Ấy, từ tao vào tao lấy cái cây của tao đã. Ok. Cái cây rồi. Anh ơi, ăn thử con tôm của em không? À đây, mình sẽ ngồi gần bờ để ăn tí cho mọi người xem đó. Mưa, đang mưa đấy. À, anh thử ăn con tôm của em, mấy nhỏ của em không? Không. Thôi chắc cả mọi người nhé. Chấm ăn luôn, không cần phải tái chanh. Mình sẽ thử ăn món cơm mực trước. Vì mình thích ăn mực hơn. Đấy. Ha ha ha. À đây còn một gói. Cay quá mình ạ. Gói xì dầu nữa này. Ui. Đấy. Bỏ vết vào anh ạ. Bắn lên. Xì dầu này ngon nhỉ. Đừng có vứt ra suối. Mày. Thôi. Không vứt ra suối. Mày nhặt nhanh. Cho cá nó ăn. Cá nó ăn được tùy bóng à? Cái đấy có phải tùy bóng đâu. Đây. Ui. Mình sẽ cho thử. Em ăn một miếng trước. Mày thử ăn cái gì thì đũa kia. Mình sẽ thử món này là món mực với cơm anh ạ. Mực với cơm. Nó tất cả mọi người nhé. Em mà để ăn món tây này. Món này là của tây nào anh? Anh ơi. Tây Nhật. À. Tây Nhật á? Thế mình là Tây Việt à? Ừ. Ủa chấm nhiều mù tạt vào. Với cả mọi người nhá. Thôi mọi người. Cầm đã ăn mực sống không?
người ta làm nó không tanh nhá, dai dai, nó cũng thơm thơm, hăng quá. Hăng cái gì? Mù tạt nó chả hăng. Tiếp theo là đến món đây là cái gì nhỉ? Anh ăn lỗ một phát hết luôn à? Ừ. Em phát đầu tiên cơm nửa cơm. Đây là cơm nửa dưới này. Hình như cái này là trứng cá hồi ấy. Nhìn như hạt nửa. À đây là gọi là trứng cá hồi cơm. Chả biết trứng cá hồi thật không. Nhưng mà hình như trứng cá hồi đắt lắm mà. À mời mọi người nha. Ngon quá. Ngon nhỉ. Ăn như kiểu là ăn cơm với cả khô ấy nhỉ. À. Ngon. Chúng ăn cơm với nước cả kho lắm. Mùi tạt của nó cũng khá là sâu quá. Phê vậy nhỉ. Phê đấy. Ở đây Sushi. Mình nhấn cơm với dưa chuột này. Mấy cả dồi chó này. Đây chắc người ta lấy cái gì nhỉ? Người ta lấy vỏ dồi chó làm gì ấy nhỉ? Để bọc cái tròn này đã. Mọi người thấy tiếng trứng nó nổ trong mồm á? Hả? Đây. Ừ? Anh ơi em ăn thử cái con này nhé. Con này con gọi là con gì? Chả biết. Trứng cá hồi nó giòn. Đây này, con gì đấy? Đây là cũng là cá hay là cái gì đấy? Anh bảo cá ngừ à? Cá mà sao lại nhìn nó như trứng này nhỉ? Ăn được không? Đây à. Gọi là sushi cá giọt bể. Sushi cá giọt bể. Chả biết tên gì cả. Đáng lẽ người ta phải để tên chứ nhỉ? Bây giờ anh em mình sẽ đánh bắt xa bờ. Mời tất cả mọi người nha. Mày ngồi im nha để tao chuyển lên đây là tao anh em mình ra khơi. Chuẩn bị ra khơi buông lưới mọi người. Ấy, khó đi thế nhỉ? Ngon mọi người ạ. Không tanh nhỉ? Ăn như cả khô ấy. À. Rồi. Rồi. Nào chuẩn bị ra khơi nhá. Ok. Ra xa bờ đấy. Nào. 1 2 3 này. Ui quay như trong bóng luôn. Em nhỉ. Đấy. Ơ nhưng mà tao không được ngồi ghế à? Lên một đây em trông. À tiếp theo là sẽ là món cá hồi. Ui. Đi xa mọi người mất rồi, tí nữa nó sẽ tự trôi lại. Đây là món cá hồi với cơm này. Nó đồ dở anh nhỉ? Và toàn đồ sống nhưng mà người ta làm nó hết cái chất tanh à. Em ăn một miếng. Mình cũng ăn một miếng cá hồi nha mọi người nha. Này. Đỏ đỏ. Sống à? Ngon. Ngon á. Ngon. Đó, em ăn thử nhé. Ngon, ngon. Cho cá. Cá hồi này không ngon. Để câu cá thì được. Em không thích ăn cái này đâu. Ăn nó phải giòn sật sật chứ. Đây, tôm đây này. Ăn cái đấy mềm quá. Nhìn như con tôm bề bề ấy nhỉ. Nhìn như con bề bề biển. Con này người ta cải chanh như thế nào trong cam này anh? Gì đấy? Ô gì? Bao xì rồi? Bục. Ở đâu vậy? Đây. À, bục không sao, nhỏ. Bục lỗ nhỏ không sao. Tiếp tục thưởng thức. Mời tất cả mọi người nhé, mà để ăn con tôm. Tôm này không biết là tôm diêu, tôm đồng hay là tôm sông, tôm biển. Nhưng mà tôm mù tạt. Ngon lắm. Tôm này ngon phết. Hay kia nhỉ, sao không phải là mình đâu, lạ lắm. Người ta đi đánh bắt. Nào. Ra ngoài kìa. Ngon nhỉ. Cái này thì ăn cũng tạm tạm. Cơm người ta nấu ngon nhỉ. Tao thấy bêu ấy. Ờ, ngon mà. Ăn này giống cơm nắm đi xà bò nhỉ. Ăn
ít cơm này, cho cá ăn bớt. Ê, Tí Hoài. Tí Hoài, con này ăn ngon không? Ê, này, làm miếng này. Ngon lắm. Không. 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 Ngon luôn. Không, mày ăn đi. Mày chấm như kiểu là chan canh, chấm mù tạt, như chan canh. Nhiều mù tạt quá. Không được, ta phải tìm tư thế cho nó thoải mái nhất đã. Hả? À. Ít. Gì vậy? Chết cha mày đi, chấm nhiều vào. Chấm nhiều vào, ôi. Nhiều quá, cay quá. Bơi. Bây giờ phải đi dạo một vòng á. Cay mũi quá mọi người ạ. Thế nào? Ừ. Đấy, bác gì đấy? Em ăn từ một miếng cá này nhé. Bác bơi quay lại mất rồi. Đây, phải đẩn. Nào, chuẩn bị ra khơi này. Anh nhảy cái này nhìn như là nổ ấy. Ba này. Anh ạ. Ra khơi, hả? Những cá hồi đỏ này nhìn như là nổ ấy. Ui, quay như trong trống. Cái ăn ngon. Nổ cốc cốc ấy. Ừ. À, giống hạt trống ẩm ấy. Ừ, ăn ngon cực. À. Giờ là đến giờ hưởng thụ. Chấm mù tạt. Một tặc wasabi. Nào, nó rất giòn. Ngủ. Khô khô khô. Khô khô khô. Này, nó vẫn đang mưa nhỏ nhỏ, chứ nó mà không mưa nhỏ thì khá là phê đấy. Ra ngoài đi mày. Xuôi dòng về miền Tây nhá. Đấy, để đây cho nó tự trôi. Ăn nữa. Không. Ngon nữa. Không, tao ăn rồi, tao phải thử loại khác. Ngon mình ạ. À, cái này là cái gì? Phô mai sao ấy? Trứng. Phô mai. Đây mọi người này. Đây là con như kiểu con tép kho ấy. Đây, trứng này đây. Hơi xa thì mọi người sẽ hơi bị khó nhìn. Mời chào mọi người nha. Ăn cơm trứng. Đấy là phô mai à, bơ sao ấy? Không phải trứng. Đây là trứng nè, nhìn nè. Người Nhật cũng hay ăn trứng nhỉ. Nhưng mà chắc không được ăn trứng gà trọi đâu. Con này như con cá nục ấy kìa. Ừ. Mọi người nhé. Ăn cái này ngọt lắm. Cơm cá khô. Đúng cơm cá khô luôn. Đúng cá nục luôn. Kia còn một miếng kìa. Không, anh ăn thử miếng này không? Không, nhìn ăn giống ạ, không, giống mít mật đấy. Nhìn nó không thích kìa. Đúng mít mật. Ăn thử, ngon. Không. Mà. Không. À, ta ăn cá khô ngon hơn này. Một cá con này cũng cá tươi mà ăn như con cá lục khô ấy. Đúng cái mặt ngọt lắm mọi người ạ. Ngọt quá. Đây là chén kia. Ăn thử thử một cái rồi ăn hai cái. Đây, bây giờ sẽ ăn đến miếng cá ngừ. Cá ngừ nhé mọi người. Cá ngừ á? Ừ. Có con cá kình không? Toàn toàn. Chứ cái gì người ta cũng làm chứ chắc chả làm cái rô phi đi. Nhẹ nhỉ. Cái rô phi với cái rốt bể ấy. Không ổn, không ổn, không ổn. Nó ngừ à? Nó hơi ngừ. Cá ngừ ấy kìa. Thế tôi là của mình à. Cái này ngừ rồi. Hơi bị ngừ sau đó. Không phải. Thì mình xem lại cái. Anh sử dụng. Đây là đết đết. Xem lại cái đát cái. Chết mẹ <này. cười> Cho mọi người xem. Xem cái đết của nó. Không ngờ là mình mới mua hôm qua hôm nay ra ăn mà.
Mời xem đi. Sao là thế nào? Sushi phần ăn nở. Giá 159.000. Ngày sản xuất 16 tháng 11 2019. Hạn sử dụng 16 tháng 11 2019. Ơi, sao sản xuất hôm đấy chỉ ăn hôm đấy được à? Tao không biết, không để ý. Thế nên là mọi người đi mua đồ là phải nên xem kỹ hướng dẫn sử dụng nhá. Nó quá mất hơn một hôm rồi. Ôi giời ơi. Đừng có vứt túi bóng ra đổ ra cho cá thôi. Mày câu là mày anh bảo anh kiểu tây. Ây. Thôi cho cá mọi người ạ. Hết đát rồi. À anh ơi. Thế để câu cá là đánh rộ rồi á. À ở đây à. Cơm thì cơm, đánh rộ. Cơm thì đành phải cho cá thằng nào mình. Cơm cũng không, không thấy ngon lắm. Không ngờ là cái này nó lại hết đát nó nhanh như vậy. Chán. Ê. Mang vào để em đi đánh rộ đi xong rồi đi tắm đi. Không cho cơm cho cá. Cơm cho cá. Nuôi cá. Đây là ao của nhà mình nhé. Rõ ngon nhá. Nhưng mà ê, chúng này ném xuống nó hơn. Có những bọn cá hồi với lại cá ngừ kia là nó hỏng. Không để được lâu hay sao ấy. Ai mà biết được. Không ngờ không. Tại vì đi xem mình đọc mỗi cái trên là ngày sản xuất. Không ngờ là hạn sử dụng lại có mỗi ngày thằng nào mà nó vừa vừa này. Thế mà nào ăn ngày ngày. Nhưng mà em tưởng là vị tây như thế. Mới đầu tưởng là đồ tây nó thế cơ. Tây người ta phải ăn xanh. Không nhưng có những món lại thấy ngon mùi cá ăn cả. Có những món lại thấy ngon. Hả? Thằng máu đêm nó làm gì đấy nhỉ? Hàng ở đây thì ai mua? Bán hàng ở đây thì ai mua? Anh ơi, trời buổi công nghệ rồi. Bây giờ anh ấy tút cái điện thoại ra, quan trọng là iPhone 19. Hả? À. Bấm điện thoại nha. Anh cầm này làm ơn. Hả? Đã bắt đầu vào nhanh. Mọi người để tiêu cho em đi ạ. Trời, tuyệt vời. Quán nha, người ta vào Zalo. Zalo nha, nhắn tin cho em. 0585 898 688. Nhắn tin cho em Dũng mau đi. Đặt hàng 10 gói da heo. Khoảng độ hôm sau bắt em gửi đến tận nhà luôn. Từ sau anh mặc cái quần chật chật là cho máu nó trâu lên nào. Chơi quá nhỉ. Zalo 0585 898 688 gì. Đúng rồi, nhắn tin là có hàng. Ok. Nha. Mà hả? Anh cứ đặt nha. Trên 2 hộp trở lên em tặng kèm thêm một gói ăn thử luôn. Thế cả? Cả thế à? Rẻ như cho mà. Một này. Nhưng mà anh làm gì đấy? Tao xem tao ôm được bao nhiêu. Ê! Nè!